Ninja Killer, một cái tên đã quá đỗi quen thuộc trong cộng đồng Mortal Kombat, có lẽ chỉ sau Sonic Fox mà thôi. Khác với nhiều game thủ đối kháng nổi tiếng hiện nay, Ninja Killer mới chỉ tham dự đấu trường chuyên nghiệp kể từ khi Mortal Kombat 11 ra mắt, thế nhưng thành tích của anh chàng thì chẳng hề kém cạnh họ. Thậm chí game thủ này còn từng hạ đo ván vị vua của Mortal Kombat, Sonic Fox. Hôm nay, hãy cùng Phê Game tìm hiểu về anh chàng này và việc cậu ta đã hạ gục game thủ furry vĩ đại nhất thế giới như thế nào nhé. Nhưng mà khoan đã, bạn đã bao giờ cầm 16 triệu đi mua PC mà lại lăn tăn không biết nên chọn cấu hình nào vừa rẻ, vừa đẹp, lại còn quẩy được game AAA? Hãy sắm ngay cho mình dàn PC Gaming vô địch phân khúc tầm trung tới từ PCM với CPU quốc dân Intel Core i5 12400F cùng các đồ họa RTX 3060 12GB giá rẻ hiệu năng cao, đi kèm RAM 16GB DDR4 và SSD 500GB chuẩn NVMe, thoải mái để các bạn thực hiện đa tác vụ, chiến game mượt mà và làm việc cũng đầy nhanh gọn. Tất cả lại được lắp ráp chắc chắn trong một vỏ case hệ bể cá cực lung linh những lúc trở đêm. Hoặc nếu bạn chưa ưng, bạn có thể vào phần upgrade để tùy chỉnh nâng cấp, thay đổi cấu hình tùy theo sở thích và nhu cầu sử dụng của bạn. Truy cập ngay vào website pcmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom của PCM để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể nhé. Thông tin chi tiết về sản phẩm, chúng mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Ninja Killer sinh năm 2000, tên thật là Jared Cuden, lớn lên tại bờ đông nước Mỹ. Anh nổi tiếng là một game thủ đối kháng với kỹ năng xuất chúng, luôn tìm tòi những combo, chiêu thức mới, khiến cho mọi đối thủ phải ngỡ ngàng khi lần đầu chạm trán. Tuy mãi phải đến phiên bản thứ 11 của Mortal Kombat, Ninja Killer mới đặt chân đến đấu trường chuyên nghiệp, thế nhưng Jared đã tạo được tiếng tăm cho mình kể từ khi còn chơi Mortal Kombat X. Khi thi đấu online, Jared đã gần như không ngán bất cứ đối thủ nào, từ game thủ casual cho tới những người chơi sừng sỏ nhất. Đặc biệt là với nhà vô địch của Earthrealm, Liu Kang, cậu ta đã khiến cho cả cộng đồng phải khiếp sợ mỗi khi gặp phải. Liu Kang trong tay của Ninja Killer được mệnh danh là cỗ máy hủy diệt Hellspawn. Khi Injustice 2 ra mắt, các game thủ Mortal Kombat X dần rời bỏ tựa game này để tham gia vào sản phẩm mới nhất của nhà NetherRealm. Nhưng riêng Ninja Killer thì không. Có lẽ do anh chàng này đã biết trước rằng Injustice 2 khó có được tương lai lâu dài, do map của game còn to hơn cả bản đồ của nước Đức được Hitler vẽ ra, khiến cho các zoner thỏa sức tung hoành. Chính vì lý do này mà sau đó, một cơ số không nhỏ những game thủ cũng đành ngậm ngùi quay trở về với Mortal Kombat X, trong đó có cả Sonic Fox. Khi chú cáo quay trở lại khu rừng cũ, có lẽ danh hiệu chúa tể sơn lâm của nó cũng bị lung lay phần nào, bởi giờ đây, Ninja Killer đã gần như thống trị Mortal Kombat X và chuyện gì đến cũng phải đến. Cả hai đã đụng độ nhau trong một trận đấu online và Ninja Killer chiến thắng một cách áp đảo. Trận đấu này sau đó đã được kênh YouTube chính chủ của Ninja Killer đăng tải với một lời dẫn rất khiêm tốn. Tôi biết rằng mình nên xin phép Sonic Fox trước khi đăng video này, nhưng tôi chẳng có gì ngoài sự tôn trọng dành cho anh ta cả. Tiếc là tôi không ghi lại toàn bộ diễn biến của trận đấu vì tôi không livestream và cái PS4 của tôi chỉ có thể thu lại được tối đa 60 phút mà thôi. Ngay từ khi video bắt đầu, người xem có thể thấy Ninja Killer đang dẫn trước với tỷ số 8-1 trước Leatherface của Sonic Fox. Sonic Fox đã sử dụng rất nhiều nhân vật thuận tay như là Triborg, Casey Cage và một số biến thể khác, nhưng vẫn phải chịu thua với tỷ số 30-6. Sau khi clip này được đăng tải, cái tên Ninja Killer được biết đến rộng rãi hơn. Mọi người đặc biệt chú ý đến combo Liu Kang làm bay màu một nửa thanh máu của đối phương trong một nốt nhạc. Các fan hâm mộ thi nhau tái hiện combo này để đăng lên YouTube và có lẽ đó chính là nguồn động lực lớn lao để Jared bước ra khỏi môi trường online và đặt chân vào đấu trường chuyên nghiệp. Bản lĩnh, tài năng và kinh nghiệm là những gì mà Jared có, song anh lại thiếu đi sự may mắn. Khi Mortal Kombat 11 ra mắt, cậu ta vẫn còn đang ở độ tuổi đi học nên khó có thể bỏ ngang để đi thi đấu được. Hơn nữa, chi phí để thi đấu các giải offline cũng rất đắt đỏ. Ngoài tiền đăng ký giải ra, thì game thủ cũng cần phải tính đến chi phí di chuyển hay tiền thuê khách sạn. Đây đã và vẫn đang là một trong những trở ngại rất lớn trong giới Mortal Kombat nói riêng và cộng đồng eSports đối kháng nói chung, vì chỉ có một số ít các tuyển thủ là có nhà tài trợ, còn lại thì họ đều phải tự bỏ tiền túi. May mắn thay, Jared được phụ huynh của anh ủng hộ và đồng hành trong những giải đấu đầu tiên của sự nghiệp. Ngoài ra, có một số thông tin cho rằng chính Sonic Fox đã lên tiếng tài trợ toàn bộ cho người chơi có nickname là Ninja Killer nếu người này chiến thắng anh ta trong một trận First to Ten trong Mortal Kombat 11. Giờ đây các yếu tố cản trở đã không còn, Jared chính thức bắt đầu con đường game thủ chuyên nghiệp của mình. Giải đấu đầu tiên của Ninja Killer, CEO, cũng là một trong những giải đấu lớn đầu tiên của Mortal Kombat 11. Đối thủ đầu tiên của anh là Self-Destruct. Đúng như cái tên của mình, đối thủ của Jared có rất nhiều pha tự hủy. Self-Destruct chọn cho mình là Scorpion, một trong những nhân vật bị đánh giá thấp ở phiên bản này. Còn Ninja Killer lại chọn Jackie Briggs, nhân vật nữ luôn nằm trong top 3 các nhân vật mạnh nhất của game. Nhưng dù sao thì đây chỉ là thời điểm tựa game mới ra mắt, các tuyển thủ chưa thể đánh giá được toàn bộ dàn đấu sĩ ra sao. Và trong ván đấu này, Ninja Killer đã chứng minh bản thân chiến thắng bằng thực lực, chứ không dựa hoàn toàn vào sức mạnh của Jackie. Ninja mở đầu trận đấu một cách không thể quyết liệt hơn bằng một pha special rất khó để trừng phạt. Để đáp lễ, Self-Destruct đã tự hủy bằng một pha cancel teleport bị bắt bay, dẫn đến một string full combo lên tới 20% máu. Chỉ vài giây ngắn ngủi đầu trận thôi, nhưng cũng đã đủ để cho chúng ta thấy khoảng cách giữa hai người chơi là quá lớn.
Self-Destruct sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau của Scorpion, song cũng không hề gây khó dễ gì được cho đối phương. Mọi chiêu thức đều bị hóa giải một cách dễ dàng, Ninja có được chiến thắng đầu tiên của mình với tỷ số 2-0. Mở đầu giải đấu với kết quả mỹ mãn, Ninja Killer vẫn bị đẩy xuống nhánh thua do đã đụng độ với Sonic Fox ngay từ vòng bảng. May mắn thay, anh ấy vẫn đánh bại những đối thủ khác để vào được vòng bán kết, nơi mà cậu gặp 3D, một trong những đối thủ nặng ký nhất ở giải đấu này, nổi tiếng với lối chơi zoning rất khó chịu từ thời Injustice. Khi trận đấu bắt đầu, khán giả đã bắt đầu hò reo tên của 3D vì anh ta chọn một con bài gần như không bao giờ xuất hiện, Frost, người học trò cũ của Sub-Zero. Tuy mang đến một làn gió mới cho giải đấu, nhưng lối chơi của 3D vẫn không hề thay đổi. Anh ta luôn giữ khoảng cách an toàn và tung ra những viên đạn băng để cứu máu Liu Kang. Ngay lúc 3D nghĩ rằng bản thân mình đang nắm chắc thế thượng phong bởi Liu Kang gần như không thể đọ súng với Frost, thì Ninja đã tận dụng sơ hở và dồn Frost vào góc, ép buộc cô ả phải chiến đấu ở cự ly gần. 3D gần như là bất lực ở khoảng cận chiến với Ninja và để thua round đấu đầu tiên. Ngựa quen đường cũ, 3D sử dụng tất cả những gì mình có, từ throw, projectile đến cả fatal blow để giữ khoảng cách. Còn Ninja chỉ đợi thời cơ để tung ra những combo chết người vào đối thủ, 1-0 cho Jarrett. Sang game đấu thứ hai, 3D cho thấy mình cũng có thể thi đấu một cách song phẳng với Ninja nếu như anh ta muốn. Không còn những projectile băng giá nữa, mà đôi bàn tay siêu dài của Frost đã giúp cho 3D suýt có được flawless round trước Ninja Killer. Bắt đầu từ đó, trận đấu trở nên căng thẳng. 3D đã tìm ra được sự kết hợp hài hòa giữa việc zoning và cận chiến, còn Ninja thì ngày một khó đoán với Liu Kang. Trận đấu kéo dài sang vòng đấu thứ tư với tỷ số 2-1 cho Ninja Killer. Khi đang ở match point, áp lực được tạo ra bởi Liu Kang là rất lớn. 3D gần như không dám dùng một đòn zone nào. Jarrett đã bắt cho đối thủ phải chơi theo thế mạnh của mình, cận chiến. Frost liên tục lợi dụng sải tay dài để gây áp lực. Ban đầu, đúng là nó có hiệu quả, nhưng rồi điểm yếu của chiến thuật này cũng đã bị nhìn thấu. Ninja chỉ cần lùi lại cho đối phương sử dụng hết combo và trừng phạt bằng một combo dài hơi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 dành cho Ninja Killer. Trong khi Ninja Killer đã xuất sắc giành được 2 chiến thắng ở nhánh thua, thì ở phía bên kia chiến tuyến, Sonic Fox lại để thua trước Dragon, người nắm giữ vị trí số 2 trong làng Mortal Kombat chỉ sau Sonic Fox. Tương tự như Ninja Killer, McLean cũng phải đối đầu với một zoner, nhưng khác với Frost, khả năng zoning của Cetrion lại hơn một bậc, nếu không muốn nói đây là vị thần có khả năng zone mạnh nhất lịch sử Mortal Kombat. Nhờ có sự giúp sức của Dragon, giờ đây chúng ta đã có một trận chung kết tổng sớm ở nhánh thua, cuộc đối đầu được mong chờ nhất giải đấu, Ninja Killer vs Sonic Fox. Ở trận đấu này, Sonic Fox lựa chọn Casey Cage, còn Ninja Killer chọn Liu Kang. Ngay đầu trận đấu, Sonic Fox đã chiến đấu với tâm thế của nhà vô địch và không mất quá 10 giây để khiến Ninja phải tiêu hao hết thanh phòng thủ để thoát khỏi combo. Mất tài quyền quá sớm, Ninja liên tục bị gây áp lực, không có cách nào để đáp trả. Khi ở môi trường thi đấu online, phản xạ của tuyển thủ khó mà đạt được ở mức tối đa. Nhưng khi thi đấu ở môi trường có độ trễ bằng không, Sonic Fox liên tục tung ra những đòn whip punish, lợi dụng những khoảng ngắt quãng ở giữa combo đối phương để giành lấy lợi thế. Chỉ trong vòng chưa đến 90 giây, Liu Kang trong tay của Ninja Killer đã bị hạ gục. Cảm thấy Liu Kang khó có thể đánh bại được Casey Cage trong tay của Sonic Fox, Ninja Killer đã quay trở về với con bài debut của mình, Jackie Briggs. Kết quả không có gì thay đổi, mọi người đều biết Sonic Fox đang rất thoải mái, trận đấu vận hành một cách bài bản, đúng như những gì McLean muốn. Anh ta sử dụng đòn nhử để ép đối phương phải break, whip punish và anti-air chuẩn xác mỗi khi có cơ hội. Kể cả một người không chuyên nhìn vào trận đấu này cũng có thể thấy được khả năng thắng của Ninja Killer gần như là bằng không. Lần đầu tiên gặp phải một đối thủ mạnh trên sân khấu lớn, Jarrett đã được nếm trải sự khắc nghiệt của việc thi đấu trong môi trường offline có thể lớn tới ra sao và phản xạ của Sonic Fox khủng khiếp đến đâu. Ninja Killer dừng chân tại top 4, trong khi Sonic Fox đi từ nhánh thua lên, đánh bại Dragon và trở thành quán quân của CEO 2019. Mọi người bắt đầu đặt ra câu hỏi, liệu trong tương lai, Ninja Killer có thể trở thành một huyền thoại mới của Mortal Kombat hay vẫn mãi chỉ mang danh là một thần đồng online? Không để khán giả chờ đợi quá lâu, Ninja Killer chăm chỉ luyện tập chờ ngày phục thù Sonic Fox. Vài tháng sau khi CEO 2019 kết thúc, DreamHack Montreal 2019 bắt đầu và bây giờ các tuyển thủ đã hiểu rõ hơn về Mortal Kombat 11, hứa hẹn mang tới cho khán giả những trận đấu vô cùng mãn nhãn và Ninja Killer cũng không phải ngoại lệ. Anh ta liên tiếp hạ gục Dragon, á quân của CEO với tỷ số 3-1 và 3-0 với Deoxys ở Winner Final không một chút khó khăn để một lần nữa đối đầu với Sonic Fox từ nhánh thua đi lên ở Grand Final. Lúc này đây, lợi thế của Ninja Killer là rất lớn khi chỉ cần chiến thắng một cặp BO5 thôi, còn Sonic với tư cách là người ở cửa dưới phải cần tới 2 lần vượt ải BO5. Sau một thời gian tìm tòi và khám phá sức mạnh của các nhân vật trong Mortal Kombat 11, Sonic Fox đã quyết định chọn Devorah cho trận chung kết tổng bởi khả năng cướp lượt một cách trắng trợn từ tay đối thủ. Ở trận đấu đầu tiên, Sonic Fox tận dụng lợi thế tay dài của mình để liên tiếp ra đòn cấu xỉa và trừng phạt đối phương, kèm theo đó là nhả ra những ổ kén ở cuối mỗi combo. Những con bọ sinh ra sau đó sẽ gây sát thương theo thời gian, nhẹ thì bị mất lượt, còn nặng hơn là ăn thêm một chuỗi combo, choáng ngợp trước lối chơi vô cùng khó chịu. Ninja gần như là nằm ngửa ở round 1, xong lại chiến thắng nhờ một cú fatal blow quyết đoán. Oh, yeah,
And what was the matchup we saw earlier where they did not react to that bug with Fatal Blow? Right. I think it was the Deoxys match. We could have taken it earlier, believe it or not, when he put out the bug at that max distance. It's Ninja Killa with the reaction. It's not going to get the kill, to only 332. He's got to make this count, though. You do not want to lose your Fatal Blow and not win the round. Chiến thuật mà Sonic Fox đưa ra quả thật là rất hay. Nó đã giúp anh đi tới trận vòng chung kết tổng. Xong, nó chỉ gây ra một lượng sát thương rất hạn chế, chỉ 20% máu đổ xuống ở mỗi lượt. Và khi đó, Ninja Killa chỉ cần kiên nhẫn, chờ đợi tung ra những combo như là thế này. Nhờ sự nhẫn nại và phán đoán chuẩn xác, Jared dẫn trước với tỷ số 2-0. Game đầu thứ 3, trận đấu quyết định, Sonic Fox biết mình bị bắt bay nên đã bỏ Devora để chuyển sang anh lính Jax. Không còn những gimmick khó chịu đến từ Devora, đây là trận chiến đấu tay đôi giữa hai người đàn ông. Là một đấu sĩ cự ly gần, Jax trong tay Sonic Fox luôn tìm cơ hội để áp sát đối phương, hack não, tung ra những đòn throw để dồn địch thủ vào góc tường. Xong, Jax lại có một điểm yếu chí mạng, đó là tay ngắn và đòn dồn chậm. Nắm bắt được điều này, Ninja giữ khoảng cách từ xa, khiến Sonic liên tục phải có những pha tiếp cận mạo hiểm. Fox taking their turn though. We talk about the snowball injects. We gotta see it right now. We gotta barrel down that mountain. And this is where it begins with the Fatal Blow. I see it. The snow's starting to slide. What's the mix up here? Because the mix up's not gonna kill. Plus it's command grab. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 dành cho Ninja Killa. Lúc này, Ninja Killa và Sonic vẫn ngồi lại một lúc, trò chuyện vui đùa với nhau như là một đôi bạn thân. Có lẽ ngoài bố mẹ của Jared ra, thì Marklin là người cảm thấy tự hào nhất lúc này. Cậu bé mà mình từng giúp đỡ, nay đã mạnh hơn mình và còn trở thành quán quân của Mortal Kombat. Trong suốt năm 2019, hai người đã lần lượt giành giật ngôi vương tại những giải đấu lớn. Cụ thể là ở giải đấu East Coast Showdown 2019, cả hai gặp lại nhau cũng tại trận chung kết nhánh thua. Cuộc đối đầu giữa hai huyền thoại này luôn là tâm điểm ở mọi giải đấu. Tuy vậy, ở những lần đụng độ trước, kết quả chung cuộc là 3-0, khiến cho người xem khó lòng nào mà thỏa mãn. Lần này thì lại khác. Hai bên đã giằng co nhau đến tận những giây phút cuối cùng. Các tuyển thủ chuyên nghiệp thường cho rằng điều đáng sợ nhất khi đối đầu với Sonic Fox không phải là phản xạ thần thánh hay là những combo chết người, mà là khả năng đọc vị. Anh ta luôn có thể đoán trước được đối phương sẽ làm gì để đưa ra phương án đối phó trước cả khi họ ra đòn. Sau nhiều lần đụng độ, Ninja Killa tất nhiên biết rõ điều đó, cho nên ở trận đấu đầu tiên, cậu không mạo hiểm đưa ra những đòn tấn công khó đoán mà luôn để Sonic ra đòn trước rồi trừng phạt sai lầm nếu có. And showstopper. The plethora of unbreakable damage thanks to the crushing blow. Long range buttons, a good fireball to compete. Chiến thuật này hiệu quả cho đến khi Johnny Cage xuống dưới mức 30% máu và có Fatal Blow. Fatal Blow của Johnny Cage rất mạnh vì nó có khả năng cancel, cho phép ngôi sao điện ảnh tiếp tục nối dài combo của mình. Điều này vô tình tạo ra một áp lực vô hình lên Ninja Killa. Cộng với lối chơi bị động, Liu Kang bị dồn vào góc tường trước cả khi Jared ý thức được điều đó. Trong lúc cố gắng thoát, Ninja Killa có lẽ đã mất bình tĩnh và chỉ cần có thế, mọi công sức trở thành công cốc. Sonic Fox đã có được round đầu tiên. Sang round 2, Ninja Killa quyết định chiến đấu sòng phẳng với Sonic Fox do đã bị bắt bay. Lúc này, cả hai đều đánh nhau rất quyết liệt, chờ đợi đối phương mắc sai lầm để trừng phạt. Nói dễ hiểu thì giờ đây, trận đấu đã trở thành trò kéo, búa và bao, dựa vào những hành động của đối phương ở round 1 để đoán hành động ở round 2. Ai là người đoán trúng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Như những gì đã nói, đây tưởng chừng như là sở trường của Sonic Fox. Tuy nhiên ở game đấu đầu tiên, Liu Kang chủ yếu chơi ở thế phòng ngự, còn Johnny Cage lại quá ham tấn công. Vậy nên mọi đòn thế của Sonic Fox lại rơi vào thế bị đặc vị. Ninja nhờ đó chiến thắng ở cả hai round đấu còn lại. Hiệp 2 bắt đầu với tình thế tương tự. Sonic Fox đã chơi an toàn hơn, lợi dụng những plus frame và không ngại sử dụng tài nguyên để cướp lượt đối phương, không có cơ sở để trừng phạt. Ninja Killa chỉ có thể sử dụng flawless block để phản đòn. Tuy là cách phản công có phần khó triển khai bởi nó yêu cầu người chơi phải có sự mạo hiểm, phản xạ tốt lẫn sử dụng tài nguyên hợp lý. Khó là vậy, song Ninja vẫn làm được nhờ có những pha crushing blow xuất hiện rất đúng thời điểm, giúp cho anh luôn có lợi thế về máu và giành luôn chiến thắng ở hiệp 2. Đáng buồn thay, đó là tất cả những gì Ninja có thể làm được. Hai ván đấu còn lại, phần lớn thời gian hai người đánh găng sức nhau cho đến khi Johnny Cage có Fatal Blow. Mỗi lần như vậy, Ninja Killa lại chơi phòng thủ quá mức cần thiết dẫn đến bị chốc và luôn bị kết liễu bởi một combo cancel Fatal Blow của Johnny Cage. Tỷ số kết thúc 3-2 dành cho Sonic Fox. Tuy đã thua, nhưng Ninja Killa vẫn cho thấy bản chất của nhà vô địch và không còn ai dám nghi ngờ khả năng của anh nữa. Cuối năm 2019, ở trong giải đấu NEC, đúng với câu nói, hoặc bạn chết như một người hùng,
hoặc sống đủ lâu để chơi Johnny Cage. Nhân vật này đã giúp cho Ninja Killer vào tới Grand Final và hạ gục Collector cũng là của Sonic Fox với tỷ số trắng vánh 3-0 để trở thành nhà vô địch. Lúc này, tỷ số đối đầu của họ đã là 2-2, chỉ còn duy nhất một giải đấu nữa trong hệ thống Pro Combat, đó là Final Combat. Người vô địch giải đấu này sẽ vươn lên dẫn trước và được coi là người chơi Mortal Kombat 11 giỏi nhất thế giới. Final Combat được coi là giải đấu danh giá nhất của đấu trường Mortal Kombat, nơi quy tụ 20 tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới để tranh giành ngôi vương vô địch. Tuy nhiên, vị trí ở vòng chung kết tổng thì không thể là ai khác ngoài Ninja Killer và Sonic Fox. Trước khi trận đấu diễn ra, hai người đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ. Sonic Fox cho rằng Ninja Killer và mình có lối chơi giống nhau từ tư duy đến kỹ năng cá nhân. Thông qua câu trả lời đó, chúng ta có thể suy ra rằng Sonic Fox đã công nhận Ninja Killer là người có kỹ năng ngang ngửa mình và cơ hội thắng của cả hai là 50-50. Song, những khán giả đã theo dõi thường xuyên hành trình của họ thì lại khác. Đa số người xem đều cho rằng Ninja Killer có khả năng thắng cao hơn. Do trước đó không lâu, cả hai đã có một kèo money match với giá trị $1,000 và Ninja Killer chiến thắng với tỷ số 12. Dù không phải là một giải đấu chính thức, nhưng chắc chắn là không ai muốn đánh dưới sức khi đang đặt cược một số tiền lớn như vậy cả, nên trận đấu đó phần nào đã nói lên trình độ thực sự của hai người. Và rồi màn so tài cuối cùng của Final Combat đã bắt đầu. Chúng ta có Liu Kang trong tay của Ninja Killer và Joker trong tay của Sonic Fox. Kể từ khi Joker ra mắt, nhân vật này được đánh giá là sinh ra chỉ để dành riêng cho Sonic Fox, một nhân vật có thể nói là toàn diện về mọi mặt, từ mix-up, sát thương đến tầm tấn công siêu dày. Giờ đây còn nằm trong tay của Sonic Fox thì có thể coi là bất khả chiến bại. Khác với mong đợi của khán giả, họ muốn xem một trận đấu căng thẳng và kịch tính, nhưng Sonic Fox từ chối. Như những gì Sonic Fox đã từng nói, Ninja và anh có lối chơi giống nhau, vậy nên để đối phương không đoán được mình sẽ làm gì tiếp theo, Sonic Fox đã chơi khác đi so với bình thường, tránh để bị bắt bài. Không có những pha thi đấu mạo hiểm 50-50 nữa, mà là một phong cách chơi cực kỳ an toàn, luôn kết thúc bằng một đòn sếp, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội nào để trừng phạt. Trái với sự toàn diện của Joker thì Liu Kang lại bị Ameta khá nặng, Ninja Killer không thể mãi ở thế phòng thủ hoặc chờ đợi sai lầm để whip punish bởi đòn đánh của Joker vừa nhanh, vừa dài, còn nếu như muốn tấn công thì lại phải mạo hiểm do mix-up của Liu Kang vô cùng hạn chế. Điều đó đã khiến anh chàng này liên tục mắc sai lầm, dẫn đến việc để thua với tỷ số 3-1. Trận đấu kết thúc, Ninja Killer gần như chết lặng trên sân khấu, tỏ rõ vẻ thất vọng. Anh ta đã rất tự tin sau khi thắng Sonic Fox với tỷ số 12 vào ngày hôm trước, chỉ để tặng đối phương ngôi vương ở Final Combat. Đó là lần cuối cùng hai người đụng độ nhau trong một giải đấu Mortal Kombat 11 và Ninja Killer không thể gỡ hòa được tỷ số nữa. Việc không có Sonic Fox là đối thủ cạnh tranh tưởng chừng như là một chiếc thẻ bảo hiểm cho Ninja Killer, song khi một thế lực đi xuống, sẽ có những kẻ khác đi lên để thay thế. Trong trường hợp này chính là hai anh em song sinh người Chile, Scorpion Prox và Nicolas. Hai anh em họ nổi lên ở cuối vòng đời của Mortal Kombat 11 là những bông hoa nở muộn, song đã từng có lúc đứng trên cả những người đàn anh đi trước như là Foxy Grandpa, Sobat và Ninja Killer cũng chẳng phải là ngoại lệ. Trong suốt thời gian giải đấu diễn ra, anh luôn bị các anti-fan gọi là Dark Killer bởi họ cho rằng game thủ này luôn tìm cách né cặp song sinh khét tiếng do sợ thua. Dù việc này có là thật hay không thì giờ đây chẳng còn cách nào để né tránh nữa. Khi vào tới vòng bán kết nhanh thắng, Ninja Killer đã phải thua Nicolas trong một kèo Mirror Match Fujin. Tuy nhiên, anh lại chiến thắng Scorpion Prox trong một kèo Mirror Match tương tự ở chung kết nhanh thua. Nếu các bạn thắc mắc tại sao Fujin lại được các tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn nhiều đến như vậy, thì câu trả lời là do nhân vật này quá hoàn hảo. Vị thần gió này có khả năng lướt nhanh nhất game, bộ kỹ năng gây sát thương lớn, tay dài, các đòn đánh dài và an toàn một cách vô lý, nên có thể gọi đây là nhân vật pay to win cũng không sai. Nói đi thì cũng phải nói lại, tuy mạnh nhưng Fujin cũng rất khó chơi. Ngoài hai anh em người Chile và Ninja Killer thì không một ai trong top 8 tự tin mang Fujin lên sàn đấu cả. Sau khi đánh bại Scorpion Prox, Ninja Killer gặp lại Nicolas ở trận chung kết tổng và đương nhiên đây vẫn là cuộc chiến giữa hai Fujin. Ninja Killer tuy là đã thua kèo này trước đây, nhưng anh biết rằng xác suất để thắng trước Fujin của Nicolas khi chọn một nhân vật khác gần như là bằng không. Người xem trận chung kết tổng này chia thành hai phe, một bên là thấy nó là một kèo đấu căng thẳng, do gần như hiệp đấu nào cũng phải tận dụng hết 90 giây đồng hồ, nhưng nửa còn lại cho rằng nó khá là nhàm chán bởi cả hai Fujin đều chơi quá an toàn, đứng từ xa đầy gió và cầu nguyện rằng đối phương sẽ bỏ đỡ vì bất cứ sự đột biến thất bại nào cũng có thể khiến họ phải trả giá bằng cả một trận đấu. Và Nicolas là một mình chứng sống. Ở gần cuối hiệp 3 của ván đấu đầu tiên, khi Ninja Killer đang cố gắng thoát góc bằng Lăng Ba Vi Bộ, thường thì khi Fujin sử dụng chiêu thức này, đối phương chỉ có thể phòng thủ hoặc cùng lắm là tới gần để thu hẹp khoảng cách mà thôi. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, Fujin cũng sẽ lao xuống, trừng phạt và dồn bạn vào thế trên tường. Có vẻ như Nicolas đã quên mất điều đó, nên ngay lập tức sử dụng Lăng Ba Vi Bộ để đuổi theo Ninja Killer nhằm trừng phạt đối thủ khi chạm xuống đất. Nhưng anh lại chậm chân mất một nhịp, dẫn đến bị punish, chop và sau đó là mất luôn game 1. Sang game đấu thứ hai, những pha thi đấu YOLO như vậy đã không còn. Nicolas chơi cẩn thận và chắc chắn hơn, nhưng điều đó lại khiến anh rơi vào cái bẫy của Ninja Killer. Kỹ năng chơi Fujin của họ có thể nói là ngang nhau, nhưng cái mà Ninja Killer vượt trội hơn chính là về kinh nghiệm và phản xạ.
Jarrett dụ Nicholas quen với những combo rỉa máu vô thưởng vô phạt để rồi tận dụng tốc độ di chuyển của Fujin và tung một đòn throw bất ngờ. Khi Nicholas cố gắng phản công thì Ninja Killer lại đỡ bằng Flawless Block và bồi tiếp những đòn đánh không thể đỡ. Cứ như vậy, Nicholas luôn luôn ở mức ít máu hơn Ninja, buộc anh ta phải cố gắng mạo hiểm mặc dù không muốn như vậy một chút nào. Chiến thuật đó đã giúp cho Thần Đồng Online giành chiến thắng ở cả hai ván còn lại, đưa trận đấu về thế reset. Nicholas chắc chắn không thể chịu thua dễ dàng như vậy. Không phải tự dưng mà hai anh em người Chile lại trở thành cơn ác mộng của rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh ta nhanh chóng thích nghi với lối đánh của Jarrett và trả lại y hệt những gì đã phải đếm trải ở ba game đấu trước. Khi tỷ số đang là 2-2, cả hai đều phải có những quyết định trên cả mức xuất sắc lẫn một chút mạo hiểm chỉ để gây ra một lượng sát thương tương đối. Even on health final round championship point for both. Full screen. Nicholas backing up, gets the whip punish. Not enough damage on the whip push. Closing the gap. And that's gonna be it! The breakaway is used! And the grab seals the deal! Trận đấu kết thúc với kết quả sát nút nghiêng về Ninja Killer, một chiến thắng đầy vẻ vang và thuyết phục, xứng đáng là cái kết đẹp cho vòng đời của Mortal Kombat 11. Sau trận đấu, Ninja Killer đã đăng một dòng tweet như sau. Tôi muốn dành lời cảm ơn tới bố mẹ vì đã luôn tin tưởng ở tôi, cảm ơn những người hâm mộ cuồng nhiệt và cảm ơn tất cả haters, những người nói rằng tôi đã cố gắng né tránh cặp song sinh. Dark Killer chính thức trở thành nhà vô địch của EVO 2023. Khi sang tới phiên bản thứ 12 của trò chơi, nhiều cái tên nổi bật như Foxy Grandpa, 3D, Crazy hay Dragon đã không còn thi đấu vì nhiều lý do khác nhau. Người thì bị chấn thương, cũng có người cảm thấy phần thưởng của mỗi giải đấu không còn đủ hấp dẫn. Không có nhiều đối thủ cạnh tranh ở vùng Đông Bắc Mỹ, Ninja Killer dễ dàng vô địch những giải đấu đầu tiên của Mortal Kombat 1. Nhưng khi bước ra những giải đấu lớn hơn, thì game thủ này lại để lộ rõ điểm yếu trước những đối thủ lớn. Trong giải Combo Breaker gần đây, Jarrett đã dùng hai chiến binh thuận tay nhất là Kung Lao và Liu Kang để lọt vào top 8 với không một chút khó khăn. Tuy nhiên, hai nhân vật này lập tức biến mất khi anh chàng chiến đấu cùng với những đối thủ tay to hơn, mà thay vào đó là sự xuất hiện của Peacemaker, một đấu sĩ với bộ kỹ năng có thể nói là hoàn hảo, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để đánh bại Nicholas và Sonic Fox. Ở cả hai trận đấu, nhiều fan hâm mộ đã cảm thấy thất vọng khi thần tượng của mình không những thua mà còn thua khi chơi zoning với Peacemaker bởi họ cho rằng đó là lối chơi không đẹp, khác hoàn toàn với lối đánh đấu sĩ thường thấy của Jarrett. Một số người khác thì lại thấy đồng cảm, vì Combo Breaker là giải đấu rất khắc nghiệt, nó khác hẳn với những sự kiện khu vực hay giải đấu online, do vậy các tuyển thủ cũng nên dùng bất cứ phương thức nào để chiến thắng, miễn là không gian lận. Và đó là toàn bộ sự nghiệp của Ninja Killer từ khi còn là một thần đồng online cho đến hiện tại. Tuy phong độ gần đây của anh có phần không ổn định, nhưng Ninja Killer chưa bao giờ là một đối thủ mà bất kỳ ai dám coi thường. Các bạn nghĩ sao về Ninja Killer? Liệu anh ta có thể một lần nữa đứng trên đỉnh cao của Mortal Kombat ở giải đấu Final Combat sắp tới, hay sẽ tiếp tục làm những người hâm mộ của mình thất vọng? Hãy để lại bình luận của bạn ở dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.